Cái gì đấy? À, mông ếch Ai Cập. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại phần cuối của Chu Chu Cho. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì let's go. Phần trước là đây là cái hang động của con Cho. What? Hình như là tôi chưa coi tới đây đúng không? Ở đâu ra mà một cái con thơm mát mà kiểu nhìn hơi bị chiến luôn á mọi người. Để coi coi. Ok, lên vào khám phá khoan cái hang động luôn. Wow. Bùm. Quá là mạnh. Chạy đi đâu bây giờ? Thomas này cũng có hai tay luôn rồi. Hai cái tay, một tay là cái này là cái gì? Cái đinh hả? Cái đinh một cái là một cái tay bóc rồi gấp, trời gấp lên mà xiên đâm, trời ơi, như là một bộ combo tuyệt hảo. Ok. Bùm. Đây, mấy con này chỉ là mấy con mà bình thường thôi. Con chú bây giờ nhìn nó ghê lắm, nó đẻ ra nhiều con như thế này. Ok. À, tụi biệt đội bắt ma này cuối cùng cũng bắt tay với cái ông tỷ phú này. Gì đây? Tôi sợ nhất nha, tôi sợ mấy cái con tàn hình này lắm nha. Nó đã khó chịu rồi mà nó còn có tàn hình nữa. Ok. Wow. Từ từ. Nhiều lúc á, tụi nó còn phải bảo vệ chiếc xe này, còn phải bảo vệ cái cỗ máy này, không phải là mỗi cái gọi là cái việc mà cỗ máy này bảo vệ, tại vì có những cái trường hợp mà cỗ máy này nó sẽ vào cái tình thế và bị yếu thế hơn, thì những cái chú mà đầu chọc này sẽ đứng ra bảo vệ cái cỗ máy này thì mới đi tiếp được. Hợp lý. Ủa, cái gì đây? Hả? What? Cái này không biết là tôi có bỏ lỡ cái phần nào không mà chiếc xe màu vàng, cái cỗ máy này nó đã gọi là gì ta? Nó đã lạ rồi. Nó đã mới với tôi rồi. Tại phần trước là chỉ xong việc với cái bà phù thủy thôi. Nhưng mà lần này, thì là cái con này nó cải trang á. Ok. Và đây là thơm mát thực sự của chúng ta đây. Để bị lừa. Vì tôi coi tôi cũng bị lừa. Chạy. Rồi bây giờ là không cần đường ray luôn, chạy ban cả đường luôn, là tới là ban thôi. Đúng. Rồi xong. Yêu. Thôi chết rồi, nhìn mặt Thomas kiểu bị xiên, bị thông. Ây. Thôi xong. Không hút được, con này nó bự quá. Con này cũng khá là đặc biệt nha. Cái bánh xe của nó là kiểu dạng như bánh xe tăng, mấy cái máy mà kiểu như là mấy cái cổ bánh xe mà để khai thác, để sớt hay là để gì á. Hả? Đây, bà phù thủy luôn xuất hiện, mang tới những cái bản cập nhật, mang tới những cái bản update xịn sò cho Thomas. Đây. Nó phải thế. Và cái con này là cái con mà Thomas thiết giáp luôn. Nó bọc giáp mà nhìn màu của nó đẹp, nhưng mà nhìn nó không có miệng đi, nhưng mà nhìn cái con mắt của nó kìa. Với lại cái màu này như là kiểu suy vong á mọi người, dưới địa ngục mà lửa màu xanh lá đó. Quá đỉnh. Con này hơi trâu mọi người. Ok. Đi đâu rồi? Ok. Chưa con cái con hồi nãy nó khó nuốt nha, con chu nãy nó hơi khó nuốt. Mà bữa giờ là tôi cứ đọc lộn là tôi đọc Charles không à. Thật ra là cái tên của nó là Chu Charles. Mới con siêu mỏng ói rồi kìa. Bà phù thủy đang rất là tích cực tiêu diệt cái bọn này. Bà phù thủy muốn giúp lắm rồi. Đi. Oh no. Ui. Rồi xong. Hết tác dụng. Ở gần đây có một cái hồ. Hồ này mà nhảy xuống thì sẽ tăng. Let's go. Đi. Nghe được nâng cấp, mỗi lần nâng cấp là đi. Tại vì cái con kia nó cũng thuộc dạng là quái vật cỡ bự rồi, phải có mấy cái cỗ máy chiến đấu cỡ này nó mới vừa. Ok. Thấy chưa? Bây giờ là vô sâu cái hang động quá rồi, là một đi là không trở lại luôn á. Bây giờ chỉ có chiến thắng là mới có thể trở lại thôi. Để xem coi phần này nó khó như thế nào.
toàn là mấy con nhỏ không à. Trời ơi, cái hang này nó bự cỡ nào vậy? Tôi nhớ là mấy ngày đầu là cái hang đó nó bình thường lắm mọi người. Bây giờ chắc là mấy con này nó khai thác cái hang này nó lủng. Ok, ok. Được nha. Oh. Cái gì mà từ ở trên chạy xuống nhiều như vậy? Bắn cho nó sập đè xuống luôn. Wow. Đây, mấy con này mới nha. Mấy con này bắn độc hình như là khá là mới á. Mấy con này. Ôi ôi, acid nó kìa trời ơi. Một cái màn bảo vệ ma thuật. Đúng là phù thủy này cũng có phù thủy đít, phù thủy đát. Bà này không phải pháp sư nha, bà này là phù thủy. Nhưng mà phù thủy kiểu giúp ích cho đời. Bùm 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 bùm. Cái gì đấy? Among Us Ai Cập. Xét ướp Among Us sao? Oh no. Rồi xong, chỉ còn lại 4 người. Thomas nó cọc lắm mà. Nãy giờ chưa tới cái hồ. Thì ra là từ trước tới giờ những chú Among Us đã bị bắt vào đây. Nhưng mà tôi nhớ là tụi nó đã bị gọi là xẻ thịt luôn rồi mà. Oh my god. Ủa, nó thay đổi nhân tính luôn á hả? Oh my god. Rồi, xong nó bắt nè, nó tới nó bắt cho nè. Ok, ok. Ok. Con này nhìn nó hơi lạ. Con này hình như chưa phải là con chúa luôn á mọi người. Mấy con này chỉ là mấy con chùm phụ á, tôi cảm giác. Tại con chùm, con chúa tể, con cấp cuối á, nó đã là có sừng rồi. Nani. Rồi, thôi xong. Chịu không nổi rồi. Cái gì vậy? Mượn luôn cái chỗ của bà phù thủy luôn hả? Đâu rồi? Chịu không nổi. Bao nhiêu súng đạn, bao nhiêu vũ khí tối tân mà không được. Để coi cái lần xì hơi cái mùi này là cái mùi bún riêu hồi sáng mới ăn nè. Để coi. Ô, em. Ui. Lần đầu tiên mà tôi cảm giác là chiếc cái cây chổi của phù thủy là theo kiểu thông thạo bảy luôn á. Ok. Wow. Cách xử lý của nó dễ vậy sao? Ôi. Tôi cảm giác là phần này nó chỉ tập trung vô cái con này thôi, chưa phải là phần cuối mọi người ạ. Hoặc là con này là con mới. Ừ. Ok, tiêu diệt luôn con này. Phần này là đấu với con này. Đúng rồi, phần này là đấu với con này. Ok, 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 ok. Oh. Oh. Bể luôn cái rào trắng rồi, bể luôn cái rào trắng pháp thuật rồi. Ok. Tới cái hồ chưa? Cái này thông minh này. Nhưng mà nó có chân mà, chân nó cũng là chân nhện, nó có thể bám lên tường và nó đi qua thôi. Cái này nhầm nhò gì với nó? Coi nè. Chạy. Đây à. Các bạn nghĩ coi cái hồ này sẽ tăng sức mạnh hay là cái hồ này sẽ biến cho Thomas thành một cái thứ gì đó. Tôi nghĩ là sẽ tăng sức mạnh. Ok. Mấy cái súng này là lấy ra từ những cái phép thuật của bà phù thủy. Tại sao không lấy ngay từ đầu? Mạnh, một viên thôi. À, hết mạnh rồi, nó đỡ được rồi, chạy đi má. Chạy đi. Ok. Oh my god, nó đẹp. Nhưng mà tại sao lại ở trong một cái cán trấn? Bây giờ tôi không biết là cái bọn gọi là gì ta? Phương tiện di chuyển này mình tạm gọi là vậy. Cái bọn xe lửa, xe ben, xe thầu, xe tải, xe tầm lum xe. Tụi nó ở phe nào nữa? Thằng Thomas mà ở trong trứng kiến nhện thì làm sao mà nó là phe tốt? Ui. Cái này là kỹ năng vĩnh viễn luôn nha. Không phải như là của phù thủy là nó một tí là nó hết tác dụng đâu. Mà cái này là chắc là khi nào muốn biến thành vậy là biến thôi. Đánh không lại sao? Biến hình rồi mà vẫn đánh không lại sao? Ôi mày, có cái gì đây? Đi. Ok. Trời, thằng này cũng nhảy sao mà. Ok. Ok. Vậy là vẫn còn một tập để tiêu diệt cái con chùm cuối này.
chắc là ở phần sau. Đây rồi, con có sừng đây rồi, chính nó luôn á mọi người, chính nó luôn. Nó vừa có sừng mà nó vừa là hai cái tay này. Ôi sao mà nó biến nhanh dữ vậy. Ui nhìn kìa, nhìn cứ như là móng vuốt rồng á. Oh no. À nó bắn cho cái này nó sập á hả? No, sắp tới rồi. Ném bơm đúng rồi. Oh. Cái thằng này nó hậu đậu thực sự hả? Chỉ cần ấn nút là nó bể mồm rồi. Ok. Ông muốn hy sinh luôn hả? Ui, cái ông tỷ phú này kiểu đỉnh vậy. Oh no, ổng vì gọi là gì ta, vì đại cuộc ổng quyên sinh với con này luôn. Mà tôi nghĩ là con này chưa trễ chết vậy đâu. Nó chết rồi. Oh no, Warren để Warren Cars để tam. Oh no. Không sao đâu người anh em. Ok. Chắc là phần này. Vậy là vẫn còn các bạn mới vừa thấy cái con gì chạy qua không? Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu mình đã bỏ lỡ phần nào thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha, để chúng ta tiếp tục. Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye.